này xế chiều dắt trâu về chuồng thôi và tối rồi. Chị và các bạn, bây giờ mình đang ở trên Sơn La và đang ở một cái bản của người Thái. Mình sẽ quay những cái cảnh đời sống thường ngày để gửi đến quý anh chị và các bạn những cái đời sống, hình ảnh đời sống thực của người dân tộc Thái nhé. Mời quý anh chị và các bạn mình xem nhé. Đây thưa quý anh chị và các bạn, mình đang ở trên con đường để đi vào một cái bản của người Thái ở trên Sơn La, thuộc huyện là Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Đây có một cái khu nhà sàn đây. Đây mình sẽ vào mình quay và nói chuyện với chủ nhà nhé. Chào anh nhé. Và quay cái cảnh này để gửi đến bà con khắp nơi xem, để cái đời sống thường ngày của người dân tộc Thái ở trên Sơn La mình. À. Dạ vâng. Đây, đây là khu bếp ạ. À. Đấy. Đây là cái nhà sàn. Không à, nó là đời sống thường ngày thôi ạ. À. Mình có sao mình chia sẻ với mọi người như thế thôi, không có gì đâu ạ. À. Và đây. Đây là em bé đang đòi mẹ. Em bé đang khóc đòi mẹ đấy ạ. Đấy, em bé có một cái xe ở trên một cái lia. À. Đó, bên cạnh chú cún nè. Đây là mẹ bồng con này. À. Khóc làm gì, vui lên cười lên là cười lên cười lên cười lắm nào. cháu này nè Chú gửi đồng mua kẹo nhá. Rồi cháu xin nha. Mua cháu kẹo xin nhá. Đây các bạn, đây là cái cảnh nuôi dê. Nuôi dê có một khu riêng nuôi dê này các bạn ạ. Đây đây là nuôi dê đấy. Nuôi dê đấy. 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 Đây là có hai, đây là có một con bò mẹ, một con bò con, con bê đấy. À. Này. À, dân tộc, vâng ạ, à, đồng bào dân tộc Tây Bắc đấy ạ. Đây nhà mình còn có cả vườn cà phê nữa đây. À. Đất ở trên này nó xen lẫn những kiểu cục đá như này này. Đấy. Đá và đây. Đây đây ở trên này thì đồng bào cũng xem tivi bằng cái truyền hình vệ tinh đấy. Đây là cái ngôi nhà. À, cái cây này là cây gì ạ? À, có mắc khén. À, đây là cái, đây ngoài mình thì nghe cái mắc khén, cháu nghe mắc khén rất nhiều rồi, nhưng hôm nay mới nhìn thấy cái cây đấy ạ. Thực tế là hôm nay mới nhìn thấy cây mắc khén đấy ạ. Đây nha, hôm nay mình sẽ quay cực thực kế cây mắc khén còn sống, nhưng mà cái quả để cho mọi xem nhé. Đây đây cái cây mắc khén này, cái đây cái thân cây mắc khén này nó có gai nhá, gai rất sắc, gai rất sắc đấy. Đây là cái tán lá của nó này, buổi chiều rồi cho nên mình có thể mình nhìn không rõ. Đây là cái cây mắc khén đấy các bạn ạ. Đấy. Nhá mình dạ vâng. Đây có một cây chanh này, cà phê đây. Cà phê bây giờ là cũng đang thu vụ cuối vụ thu hoạch rồi phải không ạ? Vâng. Cái này sắp hết rồi. Dạ vâng. Sắp hết mùa rồi. Có chỗ thì nó quả nó vâng. Quả thì muộn thì vâng. Vâng. À, như cái cà phê mà mình phơi xong như này thì mình bán nó được khoảng bao nhiêu tiền một cân chứ nhỉ? À, được 36 37 thì à 36 37 à, cũng được giá đấy chứ nhỉ, chứ nhỉ. Vâng. Chính là cầu trồng cà phê là cái hiệu quả kinh tế nó cũng cao đấy khoảng cũng và nhưng mà cái năng suất của nó có như cái vùng đất mình dùng trồng thì nó có cao không chú? Đây à. Nếu mà tính khoảng độ một xào khoảng độ được bao nhiêu kg? À cái kia thì tùy theo từng chú, như như nhà chú cấy thì thường là chú một vụ chú thu được khoảng độ bao nhiêu tính? Được
Tùy theo từng năm thôi. À vâng. Như năm nay có này đúng. con năm thì được, có năm thì là lại kém. Vâng. Nếu năm nay được ví dụ là một sào được một tấn hoặc hai tấn chẳng hạn, sang năm là được nửa rồi. À vâng. Tức Đấy, là được một năm được năm mất đấy ở phải đây không đấy ạ? đấy Được ừ, vâng. thế À. nói ví dụ thôi mà nhỉ. Và gọi là để cho mọi người biết được cái thực tế ở ở cái vùng mình là trồng cây cà phê nó như nào. Và Nhà thì gặp đâu quay đấy chia sẻ cho anh em đồng bào mọi phương để nhìn cái hình ảnh thực tế của cuộc sống ở trên Tây Bắc. Và đây có một cái núi tre này. À, cháu xin chào nhé, cháu lại đi vào trong đây để quay cái cảnh toàn bộ để cho mọi người ở mọi phương để có thể biết được cái khu của mình. Thì đấy, đây là cái cầu thang lên nhà, đây là cái nhà sàn này các bạn ạ. Đây là cái khu nhà sàn, một cái lại mình tiếp tục đi sâu vào trong cái bản này nhé. Đây, và đây cũng có một cái ngôi nhà nữa, đây có chị đang tưới rau. Chào chị ạ, em ở dưới xuôi lên hôm nay đi qua đây thấy cái khung cảnh làng mình đẹp quá, em quay lại để chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đây đây có cái chị đang có một cái vườn rau này, rau ngon này, cả củ cải này, su hào này, cây chanh, kia là cây tỏi đúng không ạ? À tỏi. Cây tỏi cả. Đây là đây 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 hai em đang giúp mẹ để làm cỏ vườn rau đấy. Ngoan quá. Em học lớp mấy rồi? Em gái học lớp mấy rồi? À, lớp 6 rồi. Chịu khó quá. Về giúp mẹ nhổ rau dọn vườn này. Cái cây mà mình cấy trong cái ươm trong cái vườn đấy là cây cây gì chị nhỉ? À cây cà phê à? Cà phê con, cà phê non. À. Rồi, quay lại cái vườn vườn ươm của chị nhá. Ngoài cà phê còn có các rau cỏ. Cà phê non đấy ạ. Đây là cái đây là cái cà phê non này. Đẹp tuyệt vời lắm các bạn. Đây cái khung cảnh nhà của chị đây. Rồi mình tiếp tục đi vào trong bản nhé. Em chào chị nhé, em lại đi tiếp tục quay cảnh ở trong bản.